nữa này. Lùm. Đang dính lưới câu rồi. Rớt. Rớt. Treo cổ luôn rồi. Anh ba còn đó treo sao đó rớt anh ba? Rớt không? Vẫn ngay đầu luôn anh ba. Bò rớt anh ba. Cái một hay quá rồi. Được con chim Kiên Giang đầu tiên nha anh em. Thì Kiên Giang bắn gô kiến anh em ơi. Đỉnh như trời. Cái một xiên sọ luôn. Đó, tính lên tối. Này, con nha anh em. Chà, gỗ kiến Kiên Giang nó cũng mập hơn gỗ kiến Sóc Trăng nữa ta. Đã như trời. Viên đầu tiên qua Kiên Giang luôn nha anh em. Đây. Hello anh em. Thì hiện tại mấy anh em mình đang về Kiên Giang nha anh em. Này đi với anh Ba Báo nè anh em. Đây. Rồi. Anh Ba Báo với Subscribe Vlog nha anh em. Ba anh em mình đang chạy gần tới anh em. Chạy xuống dưới rồi. Được mấy anh em ở dưới rồi dẫn anh em mình đi bem nha. Rồi. Để xíu cái gì mình tới rồi mình quay tiếp cho anh em xem nha anh em. Ở đây là chú. Thì chú Chí vẫn cứ đứng nha anh em. Vô tay luôn rồi. Vô tay luôn. Trời ơi. Chết. Vô tay luôn hả vậy? Vô tay luôn rồi. Nặng bia luôn rồi. Lột vô trong luôn. Lột vô trong. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao chú bắn bị vậy? Nó lột như vậy. Ngay đầu. Chưa kịp nữa. Rồi, lưng hạ rớt rồi anh em ơi, chú Chí ông bị này, chú Chí xiên qua luôn. Chú Chí ông bị luôn. Cái xiên qua đây, cái xiên này. Trời ơi, trời nặng qua luôn. Nó xiên qua luôn. Rồi dừng lại đâu? Chú Chí nó mới nặng ra rồi, nó chạy chạy chậm rãi. Rớt bạn dưới đây nè. Trời ơi. Nè nè. Gì vậy? Chú Chí khai trương nè anh em ơi. Xiên qua luôn. Nè, lấy sát khí nè. Sát khí chú Chí. Trời già mới khai trương. Chùi cái tay. Chồng cái ná whip anh bay. Chùi. Đây nè, chú nhà nữa không? Chú nhà đây đi. Qua đây nước suối, nước suối kìa, đi suối kìa. Đây nè. Suối kìa, lấy nước suối kìa. Suối kìa. Suối rửa cái chấm. Nhá xiên qua luôn trời. Trời trời. Diên Bi đâu rồi? Diên Bi nhảy dưới rồi. Rồi. Em nè. Lên sát khí liền rồi. Chùi tay, chùi tay. Quá trời lia mà. Trời ơi xiên qua luôn kìa. Hai miếng mới được, hai miếng mới được. Trúng xương nó xiên qua luôn ông ơi. Xiên qua luôn. Không, nó dùng xương. Được rồi, đừng ấy hoài. Xiên nó gần xiên. Chứ phải lau khô mới đưa cái này vô được. Rồi anh em nè. Dạ tụi đi vô trời. Rồi, dạ. Phê chưa em ăn con mà, em ăn cái ngoài đi. Phê chưa chú Chí? Tê không? Tê xong rồi. Tê không tê luôn qua luôn nè. Con Minh cũng kìa. Minh đừng rong anh Minh. Hay gặp máu. Gặp máu sợ. Gặp gì vô. Vậy.
Từ nãy chú Chí nặng nhau một cái tiếng dạ. Ờ vậy đâu nói luôn luôn dạ. Anh em thì hôm nay mấy anh em mình qua Kiên Giang nha anh em. Thì giờ này cũng chưa anh em, cần 1 giờ anh em. Thì có Nguyễn Minh nè anh. Nó chưa có ra đâu. Mình bị nó đâm vô đây, nãy nó chưa có ra. Nó cộm lên một cục đây nè, cái chú Chí lấy ngón tay. Chú Chí lấy ngón tay, chú Chí đẩy lại. Đẩy nó ra luôn. Rớt cái cạch rồi em hết chấm giòn. Trời ơi trời. Nó xì bọt lên luôn, nãy nó xì bọt máu lên luôn. Tiếng già nha anh em. Còn nè anh Sầu Ca đang kéo Sầu Ca thì đang đi theo đi. Còn được ba ơi. Chú Chí nha anh em. Anh em mình đi đây coi tới chiều có gì mình quay cho anh em xem. Em có xui đâu à. Nãy đi chú Chí phải không? Anh lưng nè. Lưng nè, lưng dẫn mấy anh em mình đi nha. Rồi anh em nhớ đón xem hành trình của mấy anh em mình nha anh em. Rồi. Vô nha anh em. Cây khó bắn quá. Rớt rồi đó, rớt. Qua kia luôn hả? Qua kia luôn rồi. Nãy anh không thấy hả? Không, anh không thấy. Em nãy em có hú anh chỉ trong chốc này. Không thấy, anh không thấy thiệt. Bắn đi, anh em thấy bắn đi. Dạ. Hả? Nó còn mạnh lắm, nó đi hú qua kia luôn. Không, một cái bóng. Bên em ngay ướt hả? Dạ, không, ngay đứng ngang vậy nè. Chắc lẻo quá vậy á. Đứng ngang giả ngay cho ngã giả từ cánh qua như lẻo rồi lẻo rồi lẻo thằng này nè không thấy hồi nãy nó mà còn ở cái bằng chắc nó tới bốn tới thiệt tới đi tới mai nó tiếp tục nha anh em ông bi anh em giải tỏ nè giải tỏ lên qua mình thử góc 90 mươi chơi anh em móc nó dính à nắm giò em nè rồi được rồi nắm giò em sâu rồi em ơi còn chưa nghĩ nữa mấy anh em chia tem ra còn cái với chảy tục hình nữa là quê lắm mà. Ủa, tao bắn gì thịt tươi nè thấy chưa? Sầu với tiếng già với chú Chí chia tem nha anh em. Mấy anh em mình thì năm anh em nha. Anh bao tay bao 700 lớp. Dạ. Rồi bao tay. Thấy chú Chí một cái bao là vết. Vết buồn. Thì nay mình đi với 11, 17, 24 nha anh em. 055 nha. Bắn 18 nha anh em. Rồi để mình đi quay rồi có gì mình quay tiếp cho anh em xem nha. Thôi mình lên ngã năm với vòng vòng nha câu thời gian. Bắn đi. Đó bên anh ở đây dây điện không sao bắn. Rồi bắn này nha.
hẻm hẻm mình bóng đá đồ. Trời ơi trời, rớt cục lông đất rồi. Bên anh chứ đây dây điện không sao bắn. Cụ quên lần nha. Ghê trời. Ghê trời. Rồi lưng, rồi lưng leo vô ly lưng ơi. Phá rồi. Đỉnh quá anh lưng ơi. Hay lòng. Hay lòng. Gãy giọt kìa. Gãy giọt gãy kìa. Bây giờ rồi. Ôm bi luôn em ơi. Ôm bi. Rồi tiếp tục nha anh em. Quá sập. Một con anh ba. Hả? Đây nè. Con mũi hả? Ờ nó anh ba. Ừ. Biết đâu nó bay qua anh tưởng tôi hú. Con anh em. Chưa thấy anh ba. Cái đít anh ba ơi. Thôi anh ba. Bay được hả? Hắn chỉ đứt dây ta luôn anh ba. Chúng. Con này chúng đâu nó bị sản anh ba.
thành chung cu nhí rồi. Trời ơi anh em, giả vô ức nữa anh em, cây dưới trời. Anh ba trốn vô ức cái bốc luôn, nó bay qua cái đám một bệnh luôn, em hết thấy luôn, bay qua đám bệnh phức mất tiêu luôn. Trời ơi trời, nãy giờ bắn ba chúng ba con rồi đó, ôm mi ba con rồi đó. Trời ơi đậu đưa cất bước một cái bốc ngay cất. Một con có cái đâu mày theo kìa. Mày theo. Rước ba. Hai con. Mày. Hai con kìa. Có anh mà. Coi ai lấy tú tơ người con em má, người qua kia mới nhất. Bên đây khuất rồi bà. Bên đây khuất. Không. Một con đó. Ấy lọt lỗ. Đây.
Em cứ tưng đứng nè, ngay mái nhà người ta nè. Trời ơi, đạn đi kìa. Quá trời khó bắn rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Đâu còn đây còn con nữa anh ba. Rồi, chết luôn đó anh ba. Chết hai con rồi đó. Đây con này qua, ấy. Một em. Con em qua đó kìa, qua góc bên đó kìa. Còn con gốc đây nè. Đó kìa, chú có đích đây nè. Ê, ba chưa chết hả? Để em đánh bận đâu. Bao tôi hút luôn hả? Có 2 cú, mày đâu ra 3 con mày. Đi kiếm gì nữa? Nãy mày bắn con gì? Hả? Nãy bắn con gì? Ai biết đâu, thấy đen đen chảnh đó. Bắn con sáu rồi đó. Con đầu tiên là con sáu. Rồi phải rồi. Vậy là con sáu em bắn. Có 2 cú hút à. Ở ngoài ta thấy gớt con sáu đầu tiên mà. Nó bắn. Em bắn. Hello anh em. Thì nay mình qua bên Kiên Giang anh em. Mình săn được một buổi chiều nha anh em. Nhiều đây. Mấy anh em mình chia team ra, bên mình thì được 3 tô hú, bên anh Sầu thì được 3 tô hú nha anh em. Rồi giờ thì tối rồi. Để mấy anh em mình chế biến, mấy anh em mình ăn nha. Rồi anh em đón xem cuộc hành trình ngày mai của mình tại đây nữa nha anh em. Rồi nay đi được mấy anh em. Rồi chú Chí thì về sớm rồi nha anh em. Chú Chí ông Bi về sớm rồi. Rồi anh em xem video hay nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Rồi bye bye anh em.